Sài Gòn buổi sáng lúc nào cũng đông vậy ha? Sài Gòn lúc đây nhỏ là Việt Kiều, nó xuống cái nó thấy con ăn hộp cơm. Đó. Vô nè. Quá trời luôn, chỗ này chưa mở. Hôm nay đi siêu thị cô ra. Tôi Dung đi Sài Gòn, không có ghé đi siêu thị cô ra luôn để mua đồ. Lấy xe nha. Sầu riêng, trời ơi. Quá trời sầu riêng thơm không ta? Sầu riêng quá trời luôn. Ở đây bán đồ ăn chế biến sẵn nè. Bánh mì baguette luôn. Ủa baguette gì rẻ vậy ta? Baguette có 8.900 mà. Ê trái giải nè. Ủa chết cha không đi chung lát lạc. Trái giải nè, hư hết trơn, trái giải 34.000 ký. Giải không cành, giải lục ngàn là 27 đồng, 27.000. Bánh bơm nho này là nho xuất khẩu. Nhìn mâm trái cây thấy mê quá. Mẫn cục, xoài, thanh long, dưa hấu, ổi nè, ổi 14.300 đồng một ký, thanh long ruột đỏ 27.600. Đi chợ vui quá. Không biết, con không đi cùng mình. Con đâu? Con đâu biết đâu. Thì lát nữa là đợi nhau thôi. Đây là cà quýt nè, quýt đường nè, 49.900. Cam, bưởi. Trời ơi, hơi giá nè. Nhìn vui quá, không đi đâu mà về bằng quê hương của mình á. Dưa lê bạch kim, tên này gọi là dưa lê bạch kim, 54.900. Dưa lưới. Mơ lông nè, mơ lông bên mình 31.500. Đây cũng có loại trái này nữa nè. Ủa đi đâu vậy kia? Đi vui. Công nhận mình về xứ mình cái mình nói tiếng Việt Nam á, rủng rủng rạng rã ông sầm trời đất luôn nha. Hết đi hàng trái cây này kia nè, rau củ quả nè. Tính chứ đâu có rổ đâu. Về Việt Nam mình quay phim thoải mái không ai nói gì. Vui quá. Cái này gì ta, khoai tím, khoai hơi mỡ là 42.900, khoai sọ 47.900 một ký. Ôi trời ơi, củ sắn nè, bí nè, củ hơi bí luôn, măng khô. Trời ơi, cái này mà độc giá tới ngày mai luôn á. Wow. Để lại coi thử cây này. Không có đường đi luôn á. Cho em qua cái. Đây. Rau muống nè, rau bắp chuối nè, 9.900 gói vậy luôn. Bông hẹ. Cái này nấu là lẩu nè, lẩu mắm ăn nghiền luôn. Rau thấy mê không? Về Việt Nam là ăn rau. Về Việt Nam là đừng ăn thịt thà. Ăn rau đi. Vui quá à. Lại hàng à. Lại hàng thịt. Nói chung mà đi cũng phải hàng là dăm bông chứ. Hàng đồ nguội. Cũng nhiều loại lắm chứ bộ. Đủ loại hết nè. Vậy là cho cái làm món tay được rồi. Cũng có phô mai giống như bên mình luôn. Xúc xích, chả lụa, đủ loại chả lụa. Trời ơi, đủ loại chả lụa luôn.
kia là hàng thịt. Đây cũng là hàng thịt, thịt đông lạnh. Ở đây hàng thịt cá nè. Tôm. Tôm thẻ. 199.000 ký. Bà tuột. Bà tuột 179.000. Mực ống 379. Trời ơi, con mực ống nhìn là rất hẹp liền. Tôm sú kìa 709. Trời ơi, nhìn mê quá. Ở đây có chị này đang cắt cá. Bán đầu cá. Phi lê cá hồi này là 759 ký. Sạch sẽ luôn nè, cá lóc mà người ta cắt sẵn cho mình luôn. Ồ, cua này cua gì ta? À, cua biển 79.000 ký. Cá hú. Ôi trời ơi, vui. Vui bạo. Ê, cá hên thích không? Nó có nhiều trái cây á. Không có cái toppy spa. Không có toppy spa hả? Không có toppy hả? Ở đâu có bán ở đó? Tập yoga đồ đúng không? Ở nhà chị có. Chưa xài luôn á. Ồ vậy hả? Mới mà. Tao vừa đầy bệnh rồi. Ê, đi vòng vòng coi. Đi vòng vòng coi cái đã. Hàng quá cao phua đầy vậy. À vậy hả? Anh Hoàng nói có nhiều hàng quá cao phua. Cá hên muốn ăn gì lấy đi con. Cá hên lấy luôn. Nó dễ thương quá. Nhìn thấy vui quá. Thấy cái gì quên này. Anh Hoàng nói đồ ăn đồ bán nhiều lắm, đồ của Cao Phua luôn. Đâu? Hả? Mình về đây nhìn mắt cười giống như ngốc luôn. Nhìn tiêu tiếu không sao á. Nói bởi vậy không đi đâu, về quê hương mình nói tiếng Việt Nam rồi. Thoải mái rồi gì không? Ai cũng nói hết rồi, quay phim này kia tự do luôn. Đúng rồi. Bên Pháp đâu có được gì đâu. Nè anh Hoàng. Nó cũng làm này luôn nè. Đấy, làm bên đây nè. Đúng rồi, hiệu sang sa sông. Cà phu mà sang sa sông là giá rẻ. Đúng rồi nè. Trời ơi, có thiếu gì đâu. Hả ba. Đây. Chị Linh mẫn cục sao 4.000 ký, sao 5 đi. Là giá này là giá giống như chợ nè. Mua đi. Thôi về dưới nhà mình mua. Em thấy ở ngoài thì cũng bán giá này, mua đây đi. Mua nửa ít thôi, lựa đồ ăn chút thôi. Bơ. Cà hên nó cũng thích ăn bơ nữa. Bơ trời ơi, trong tủ lạnh chứ có là chai. Hả? Mà cái giải này không ngon, không tươi nè. Kiếm tươi mua. Giải này ngon không chị? Giải này ngon không? 31.000, 32.000. 32. Là vậy hả? Chị Linh nói mắt mình không biết. Ở đây có bánh croissant nè. Bánh croissant nè. Thở bánh mì đi lại coi bánh. Nó đẹp chứ. Bánh ở đây làm đẹp mà. Bánh phô mai Nhật nè. Ê cái hên muốn thử cái này không? Bánh phô mai ấy, của bánh ở trong nó làm bằng phô mai ấy, cứ chỉ ra bông nê á. Bánh kem nè. 41.000 cái nhỏ, cái bự là 190. Cái này đẹp hơn chút. Bánh đủ loại bánh luôn. Thấy trái cây mình khoái à. Xoài này chị, xoài có 5-60, còn 30 à. Xoài. Còn này thì xoài cát và lọc là 28.500. Thấy sầu riêng thấy ngon quá à. Thanh long nè, thanh long ruột trắng nè, 16.200 ký. Wow. Nhìn rổ xoài lại khoái à. Bánh trứng. Mấy đứa nhỏ về nó coi bánh, nó chụp hình. Bánh đĩa 90.500.
luôn. Mà chợ này bán ít hả chị? Chủ nhật hả? Chủ nhật ở đông hả? Cảm giác rất là vui sướng luôn á, được nói tiếng Việt Nam từ đầu tới cuối và quay phim xả láng luôn, cũng như mình có hỏi nhưng mà người ta đều đồng ý cho mình quay phim thì Dung rất là thích luôn. Dung cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã xem video nha, và hẹn gặp lại với những video sau trong những cái hành trình về Việt Nam của gia đình Hoàng Nhung. Và nếu thích thì hãy cho mình một like và một đăng ký nữa nha. Bye bye.